Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa toàn thể hội nghị, chúng tôi trình bày một chuyên đề liên quan đến tình hình hiện nay và cũng đã được trình bày khá nhiều. Vì vậy chúng tôi đã có một số cập nhật liên quan, đó là rối loạn xúc cảm lo âu và các bệnh tim mạch trong thời kỳ Covid-19. Chúng ta biết rằng vấn đề sức khỏe tâm thần và bệnh tim mạch là một trong những nguồn gốc bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Cái đại dịch Covid xảy ra đã để lại những cái hậu quả hết sức nặng nề, không những về mặt kinh tế mà về mặt sức khỏe về mặt thể xác cũng như là về mặt cảm xúc, lo âu để làm gánh nặng rất lớn. Một cái vấn đề nữa là dường như là xúc cảm lo âu và trong lúc như vậy đã có tác động đến bệnh nhân Covid, và bên cạnh đó cũng làm tăng nguy cơ tiến triển đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ và rối loạn nhịp tim cũng như tử vong. Như vậy phải chăng có một sự quan hệ giữa hai cái nhóm bệnh lý này, và đó là cái biện pháp tốt nhất để chúng ta có thể dự phòng và xử lý trong thời kỳ đại dịch này? Như vậy tại Trung Quốc, cái công bố đầu tiên ở trên 994 bệnh nhân y tế làm việc tại Vũ Hán, thì tôi thấy có đến cái tỷ lệ bệnh nhân là 22,4 là mắc ở mức độ trung bình, trong đó 6,2 là mức độ nặng các cái rối loạn về sức khỏe về tâm lý. Và tại Hoa Kỳ, như vậy cái công bố ở tại Hoa Kỳ thì như vậy chúng ta thấy các cái mức độ khác nhau thay đổi, ví dụ như lo âu chiếm đến 41%, rồi thứ hai nữa các cái chấn thương liên quan đến tâm lý 26%, và các cái bệnh lý liên quan các lựa trầm trọng nặng hơn 13-11%. Và trong đó cái nhóm tuổi bị tổn thương về các cái tổn thương về chấn thương tâm lý như vậy khá lớn, khá trẻ là 25-49 tuổi, chiếm tỷ lệ khá lớn là 48,9%. Trong đó các cái trường hợp này phải nói rằng đây là một cái hậu quả khá lớn hiện nay, kể cả một thời kỳ là sau khi ổn định, tôi gọi là hội chứng long Covid. Và bên cạnh cái vấn đề cái bệnh lý về rối loạn lo âu và các cái bệnh lý đồng mắt thì đã gây ra một cái hậu quả tử vong khá lớn. Đấy là một cái nghiên cứu cho thấy giữa các cái nhóm đã có một tương quan về tỷ lệ tử vong sau 45 ngày, người ta đánh giá là liên quan đến bệnh suy tim hoặc là các bệnh lý về tim mạch, rồi đái tháo đường vân vân, và các bệnh lý thận mạng. Phân tích về các cái yếu tố kết hợp trầm uất và lo lắng ở phụ nữ trong các cái thời kỳ Covid ở tại Hoa Kỳ thì người ta phân tích giữa cái hai nhóm, một nhóm là lo âu và một cái nhóm trầm trung uất, thì phải nói cái tần suất tỷ lệ các cái tỷ lệ này khá nhiều, và một những cái phân tích có rất nhiều yếu tố đó, ví dụ như là do cái cách ly xã hội, do phải tăng khả năng về có khả năng là ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, vấn đề khó khăn trong vấn đề kiếm ăn, kiếm xoay sở trong cuộc sống, vân vân. Đây là những cái yếu tố người ta phân tích. Và tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, những cái thông báo lẻ tẻ hiện nay trên các cái báo chí như vậy, ví dụ như thấy là khảo sát thành phố Hồ Chí Minh về công bố của bản chỉ tài 53% F0 tại bệnh viện hồi sức là vì chỉ là mắc cái rối loạn lo âu, hoặc là người ta bắt đầu cảnh báo vấn đề này vấn đề đứng đệ stress và chuyện là chuyện hiếm gặp, cảnh báo. Và ngay những cái thông báo gần đây như vậy, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngay trong độ tuổi của sinh viên về vấn đề lo âu cũng khá đáng quan tâm. Một cái nghiên cứu ở tại Đà Nẵng do trường Đại học Y Dược Huế kết hợp tiến hành với các tác giả là những người nhân viên y tế trong thời kỳ Covid, thì như vậy cái tỷ lệ mắc nhẹ như vậy chúng ta thấy là trong tỷ lệ này, trong số một cái số lượng bệnh nhân mặc dù vẫn còn khiếm tốn nhưng mà cũng đáng quan tâm là 746 người, thì có đến là trường hợp nhẹ là 108 người, chiếm tỷ lệ 14,5%, hay là vừa rồi 11,3%, mức độ nặng 15,5%, rất nặng là 3,3%. Tôi dùng cái thang điểm IPA để người ta đánh giá các cái đối tượng này. Và tại châu Âu và có khả năng là tại Việt Nam mà chúng ta cũng có, đó là các cái bệnh cơ tim nặng hơn, tức gọi là bệnh cơ tim do stress trong đại dịch Covid-19. Trong hợp này, nhưng sau thời kỳ đại dịch như vậy đã bắt đầu xuất hiện một tình trạng cơ tim, một bệnh cơ tim giảm dạng giống như là một cái con vật tuột, gọi là Takotsubo. Và trong đợt này cái tần suất này đã tăng dần theo các nghiên cứu, như là tăng dần trong một cái thời kỳ rất ngắn của mấy tháng theo thống kê tại Hoa Kỳ. Và tại châu Âu, hội nghị tim mạch châu 2001 vừa rồi, và như vậy các tác giả cũng báo cáo các cái viêm cơ tim mà liên quan đến cái tình trạng virus SARS-CoV, có thể do vaccine, có thể do bản thân tổn thương trực tiếp của virus này ngay trên cái cơ tim của chúng ta rất là nhiều. Thì các cái nghiên cứu liên quan, cái mối liên quan như thế nào, thì cái nghiên cứu đã từ lâu 2004 giữa tim mạch và cái rối loạn lo âu và trầm cảm là nghiên cứu Antaha ở trên 52 quốc gia
của 250 trung tâm tim mạch thế giới với 5.000 bệnh nhân. Nhưng vậy thì con số khá lớn, bệnh nhân khá lớn, để trả lời câu hỏi những yếu tố gì dự báo sẽ ra tai biến tim mạch và nhiều máu cơ tim và tim yếu tố nguy cơ. Đấy, phải sử dụng cả nhiều cái thông số, và một những cái thông số đó là liên quan đến cái chỉ số về yếu tố tâm lý tâm thần để đánh giá trầm uất lo lắng vân vân. Thì cái kết quả cho thấy là béo bụng, đái tháo đường, tăng áp, nhất là stress và các yếu tố tâm lý là một trong những cái yếu tố nguy cơ về bệnh lý tim mạch, đặc biệt là mạch vành. Một nghiên cứu khá nổi tiếng được tiến hành tại Netherlands là của nghiên cứu NESDA ở đánh giá ở trong quần thể bệnh nhân trầm uất lo âu. Người ta đánh giá như thế nào? Đó là quần thể tự nhiên đánh giá cơ bản theo dõi khá lâu, và sau thời gian đến 8 năm thì những bệnh nhân này lấy từ cộng đồng và theo dõi ngoại trú thì có 1.979 nữ và 1.000 nam, và đánh giá các cái tiêu chuẩn đánh giá để dùng các cái câu hỏi đánh giá vào nhiều mẫu cơ tim, chụp mạch vành vân vân để đánh giá cái tổn thương. Thì cái kết quả rất bất ngờ là cái độ trầm trọng của trầm uất và lo âu nó tăng dần, nó tăng dần, các cái tổn thương về bệnh lý về tim mạch tăng dần theo cái trầm trọng của trầm uất cũng như là lo âu rất là rõ. Cái báo cáo gần đây vừa công bố như vậy vào tháng 10 2021 trên công bố trên tạp chí JAMA có thể là đã có sự phối hợp của stress và gây ra cái thiếu máu cơ tim cũng như là những cái biến cố về tim mạch ở những bệnh nhân mà mạch vành. Đây là một nghiên cứu rất đặc biệt, người ta chia làm hai nhóm, một nhóm chỉ có các cái stress mà thôi, tức là tặng 695 bệnh nhân, và nhóm thứ hai là bệnh nhân là đã có nhiều máu cơ tim và có stress để người ta đánh giá và người ta so sánh giữa hai nhóm này. Đây là một nghiên cứu tổng phân tích để đánh giá. Thì kết quả để cho thấy chưa cả hai giữa hai nhóm màu như vậy, màu đen là nhóm có cái yếu tố stress về tâm lý, và nhóm màu vàng màu trắng là không có, cột màu trắng là không có, thì cái biến cố nó tăng dần rất rõ về các nhóm. Và đối với nhóm nhu máu cơ tim cũng vậy, là tăng dần ở bệnh nhân có stress, và đối với nhu máu đối với tử vong tỷ lệ cũng sắp chỉ tương kết quả cũng tương đương như vậy. Và theo dõi cái nghiên cứu này cũng theo dõi thời gian khá lâu, như vậy cũng theo dõi trên 6 năm thì các cái biến cố tim mạch giữa hai nhóm, một cái nhóm mà chỉ có stress cũng đã gây các cái tình trạng về thiếu máu cơ tim, và một cái nhóm thứ hai có stress nhưng mà kết thực nhiều máu cơ tim, đã có sự khác biệt rất rõ giữa hai nhóm, một nhóm có stress và nhóm không có stress. Đây là cái kết quả, và cái kết quả này đều thuận lợi không những đối với cái nhồi máu cơ tim mà các yếu tố khác đều bị ảnh hưởng đến, ví dụ như suy tim, những đái tháo đường vân vân, kể cả giới và tuổi đều có ảnh hưởng, bệnh nhân là có stress. Thì cái cơ chế bệnh chính để giải thích phần này như thế nào? Đối với tăng áp như chúng ta đã biết đó là stress chính là một trong yếu tố tăng áp, bên cạnh các yếu tố khác như thần kinh giao cảm, chờ ăn muối, béo phì, kháng insulin. Còn bản thân stress cũng là một yếu tố độc lập bởi bệnh tật, ảnh hưởng trực tiếp liên quan đến tăng thể lực, biến đổi về hormone, khả năng sao chép, cảm thích nghi thuốc uống rượu, hoặc là cảm xúc và trung gian thức ăn, hoạt động thể lực, và đưa lên gia tăng các yếu tố về bệnh tật. Đấy là một cái cơ chế đã được tác giả người ta Foster công bố năm 2021 về cái cơ chế bình sinh giữa stress, lo âu và các bệnh tim mạch. Như vậy nó sẽ có hai đường. Điều thứ nhất là các cái đường tổn thương trực tiếp lên từ thượng thần, tăng thiết adrenaline. Đường thứ hai là qua thần kinh trực giao cảm, độ giao cảm lên tim, cũng như là các cái cơ quan thực hành khác. Và một cái cơ sở thứ ba nữa là tác động lên trên các mạch máu, đặc biệt là các mạng sơ vữa, làm tăng phản viêm và nứt vỡ, có thể gây ra các cái tai biến. Một cái công bố gần đây vào 2011 của tức là một cái nhà xuất bản đầu nổi tiếng, là như cái cơ chế bệnh chứng giữa stress lo âu và cả cái bệnh tim mạch có rất là nhiều cơ chế như chúng ta được nêu, cơ chế về thần kinh giao cảm, cơ chế liên quan đến lipid, các phản viêm liên quan đến cái thay đổi về cái nhịp tim, khả năng tăng đông vân vân, và điều này nó đưa đến các cái bệnh lý tim mạch nói chung. Trong đó thì trong COVID thì như thế nào, ta nói nhiều về bệnh tim mạch, nhưng mà trong COVID được xem đó là những cái biến cố hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến cái bệnh lý về thảm họa liên quan đến tim mạch, và đưa đến các cái bệnh cổ tim mạch nói chung, giống như là các cái bệnh lý khác, Takotsubo, đột tử vân vân, hoặc xuyên tắc vân vân. Và đây là một trong những cái cơ chế mà người ta xem như là cái các yếu tố stress có tác động đưa đến các bệnh lý tim mạch, ví dụ tăng áp hoặc là xuyên tắc mạch, qua cái các cơ chế tăng hoạt của thần kinh giao cảm, như chúng ta đã được công bố trong tạp chí tim mạch tăng áp 2021 vừa rồi. Tăng áp cũng như là khả năng chứng tắc, và cơ sở này đưa đến một loạt các cái biến cố về tim mạch. Như vậy
Bên cạnh đó thì nhiều yếu tố gia tăng nguy cơ tổn thương tác động tâm lý nữa, yếu tố tâm lý, vấn đề kinh tế, thay đổi giấc ngủ, rồi đặc biệt là các cái sự phán xét và sự phương pháp đánh giá như thế nào. Trên cơ sở này nó sẽ là tác động rất là nhiều mặt, lo âu đưa đến cái tình trạng là bệnh lý. Một cái công bố gần đây vào tháng 10 2001 được tạp chí JAMA ở BMC công bố, đó là cái mối liên quan giữa các cái stress so của COVID, tức là các yếu tố mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe về tâm thần. Như vậy chúng ta thấy có rất là nhiều yếu tố nên đưa đến cái tình trạng sức khỏe về tâm thần trong cái bối cảnh của COVID hiện nay. Vậy thì sự tiến như thế nào? Châu Âu 2001 hội nghị vừa rồi đã đưa ra một cái khuyến cáo về cái dự phòng bệnh lý về tim mạch, trong đó đã nhấn mạnh cái vai trò của các triệu chứng của stress và các cái stress so về tâm lý đấy là có thể làm thay đổi các cái nguy cơ về tim mạch. Và đã xác định cái mối liên quan giữa stress cũng như bệnh tim mạch. Vì vậy cần phải đánh giá các stress so này để chúng ta có thể có cái phương thức để xử lý và mắc bệnh chính là như vậy là hay à. Và cũng đối với các cái rối loạn về tâm thần như vậy thì cũng khuyến cáo của châu Âu 2001, người ta từng thấy rằng là những cái rối loạn về mặt tâm lý này nó đưa ra những cái thái độ về mặt thể lực vân vân. Vì vậy nên chúng ta cần phải lưu ý vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái toàn bộ các cái yếu tố nguy cơ tim mạch về mức độ khuyến cáo rất cao. Như vậy là một C. Và xử trí thế như thế nào? Là thế nào chúng ta từ hai điều, thứ nhất là thay đổi lối sống, hay là thế nào chúng ta thay đổi lối sống cải thiện sự gắn kết với, và thứ hai nữa là sử dụng thuốc điều trị mức độ khuyến cáo là một C. Và thứ hai đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh lý sơ vừa nhưng mà có cái rối loạn về mặt tâm lý như chúng ta đã nêu, thì những cái bằng chứng cho thấy rằng cần phải có những cái chăm sóc về mặt tâm lý tâm thần và cần có một cái phối hợp nhiều chuyên khoa để chúng ta có thể điều trị bệnh nhân tốt hơn. Như vậy là nhiều chuyên khoa không những về tim mạch mà cả thể nội khoa và cả một cái tâm thần về mức độ khuyến cáo là một bên. Về cái điều trị thì phương pháp điều trị chúng ta sử dụng có thuộc phương pháp điều trị đi, còn những phương pháp có thể không dùng thuốc, cái phương pháp này là quan trọng và cơ bản đầu tiên, trong đó thư giãn tâm lý. Rồi thứ hai nữa chúng ta điều trị bằng thuốc nếu mà phương pháp điều trị không dùng thuốc không đáp ứng. Trong cái điều và cái thứ ba không thể quên được đó là điều trị các bệnh lý phổ hợp, nhất đặc biệt trong thời kỳ COVID đó là tăng áp bệnh mạch vành cũng như là đái tháo đường. Đây là cái phương pháp điều trị không dùng thuốc đã được ESC công bố từ năm 2001. Nó là một hiện tại đó đối với có thể là nghe nhạc đó, có thể điều trị chống cử sử dụng hướng tâm tập thở giảm sức thiền dinh dưỡng vitamin và tự mình đấy là để mình là chăm sóc lại mình như vậy cũng là tốt hơn. Còn đối với thuốc thì phải có như nhiều thuốc, cũng đó là benzodiazepine hoặc là barbiturate hoặc là thậm chí cả tràng beta. Thì phải nói là cái đối với trường hợp lo âu thì theo khuyến cáo của Hội đồng thần Canada thì nhóm thuốc mà được sử dụng khá nhiều đó chính là benzodiazepine, là một nhóm được sử dụng khá nhiều. Vì vậy cái nhóm benzodiazepine về thế hệ cũ á, thì như vậy chúng ta biết có những cái hạn chế nhất định ảnh hưởng phụ thuộc vào thuốc vân vân. Vì vậy những cái hiện nay người ta bắt đầu tập trung vào cái nhóm thuốc mới. Cái nhóm thuốc mới á, thì như vậy sẽ chủ yếu tác động đến chỗ cái chủ thể omega 2, trong đó cái nhóm tăng sinh cổ điện tác dụng vừa A1A2, đó là cái nhóm cũ liên quan đến ăn thần chúng con dịch và giãn cơ. Trong cái nhóm mới như tofisopam là cái nhóm thuốc mới á, được sử dụng ở châu Âu và mới gần đây từ năm 2017, đặc biệt ở Đan Mạch và Anh Quốc, thì có chữa cơ địa tác dụng trong lọc những chủ thể tác dụng giải lo là chính. Bên cạnh đó cái nhóm benzodiazepine này á, nó còn có cái tác dụng rất đặc biệt nữa là tác dụng đến các cái thủ thể của phosphor diesterase. Chúng ta thấy đây là các cái thủ thể mà liên quan đến cái nhóm thuốc bio benzodiazepine thể mới, nó tác dụng đến cái nhóm 2, nhóm 10 và nhóm 5, tác dụng đến não cũng như là ngoài biên liên quan đến tim mạch vân vân, cho đó nó cải thiện một tim mạch. Vì vậy nên ta có một cái nghiên cứu của một tác giả Nhật Bản công bố 2003, người ta nhìn thấy cái nhóm thuốc tofisopam có thể tác dụng lên cái đường nhịp tim, làm ảnh hưởng đã cải thiện được cái các cái rối loạn nhịp tim, thậm chí là cắt được cái cơ nhịp nhanh kịch phát ở trên thận, thì đó là những cái biểu hiện khá tốt. Vì đây kết luận cái rối loạn lo âu sẽ trầm cảm là một cái yếu tố nguy cơ tim mạch, có mối liên quan giữa rối loạn lo âu sẽ trầm cảm với biến chứng tim mạch đáng quan tâm trong đại dịch COVID-19. Chúng ta cần phối hợp nhiều cái biện pháp, kể cả dùng thuốc và không dùng thuốc để điều trị cái nhóm benzodiazepine thế hệ mới. Nó có cái cơ chế khác biệt, đặc biệt chủ yếu toàn lọc sẽ giúp hỗ trợ điều trị rối loạn lo âu stress trầm cảm, tác dụng phụ đặc biệt khi phù hợp với các cái bệnh lý tim mạch. Xin thành cảm ơn sự theo dõi của chủ tịch đoàn và quý vị đại biểu.